Các vị Phật tử, ví như bảy báu mà Chuẩn Luân Thánh Vương có là Luân báu, Châu báu, Voi báu, Ngựa báu, Bình báu, Thần báu, Nữ báu. Do có bảy báu đó mà hiện bày thế lực của Luân Vương. Ngài ở trên Luân báu, thời gian trong một ngày thì đi khắp bốn thiên hạ. Bảy báu đó chỉ có Chuẩn Luân Thánh Vương mới có được, không thể nào vào tay người khác được. Chỉ có Thái tử do đệ nhất phu nhân sinh ra, thành tựu đầy đủ tướng Thánh Vương mới có tư cách thừa kế bảy báu. Nếu không có Thái tử thừa kế ngôi vua sau khi Chuẩn Luân Thánh Vương mạng chung, thì bảy báu đó trong bảy ngày sẽ tự nhiên diệt mất. Phật tử, kinh Trần báu này cũng lại như thế, chẳng vào tay tất cả chúng sinh khác, chỉ trừ Pháp Vương Trần tử của Như Lai, sinh vào nhà Như Lai, có tướng Như Lai đủ các căn lành. Phật tử, nếu không có những chân tử của Phật thì pháp môn như vậy chẳng bao lâu sẽ diệt mất. Tại sao? Vì tất cả hàng nhị thừa chẳng nghe kinh này, hà huống là thọ trì, đọc tụng, biên chép, phân biệt, giải nói. Chỉ có các đại Bồ Tát mới được như vậy. Các vị Phật tử, bộ kinh điển này là pháp môn đại thừa, nghĩa là kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật. Bộ kinh điển này trân quý giống như châu báu, danh quý cũng giống như bảy báu của Chuẩn Luân Thánh Vương. Chỉ có Bồ Tát mới nhìn thấy được kinh này, còn các chúng sinh khác và hàng nhị thừa không thể nào nhìn thấy được. Chỉ có đệ tử chân chánh của Như Lai Pháp Vương, sinh vào nhà Như Lai, có đức tướng Như Lai đầy đủ tất cả căn lành mới đắc được. Các vị Phật tử, nếu như không có những đệ tử chân chánh của Phật thì pháp môn đại thừa này chẳng bao lâu sẽ diệt mất. Tại sao? Vì tất cả hàng nhị thừa chẳng nghe kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật này, hà huống là thọ trì, cả khúc thể đọc tụng hoặc biên chép cũng không thể phân biệt giải nói. Do đó có câu: có mắt chẳng thấy Lô Xá Na, có tai chẳng nghe giáo Viên Đốn. Hàng nhị thừa tuy cũng ở trong pháp hội Hoa Nghiêm, nhưng như mù như điếc, chỉ có các đại Bồ Tát mới có thể thọ trì, đọc tụng, biên chép, phân biệt giải nói bộ kinh điển đại thừa này. Bởi vậy đại Bồ Tát nghe pháp môn này nên sinh tâm đại hoan hỷ, dùng tâm tôn trọng cung kính đảnh lễ thọ trì. Tại sao? Vì đại Bồ Tát tin ưa kinh này sớm sẽ đắc được A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề. Bởi vậy cho nên đại Bồ Tát nghe được pháp môn này nên sinh tâm đại hoan hỷ, dùng tâm tôn trọng cung kính đảnh lễ thọ trì bộ kinh này. Tại sao? Vì đại Bồ Tát tin ưa kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật này sớm sẽ chứng được A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề, tức là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Phật tử, nếu có Bồ Tát trong vô lượng trăm ngàn ức na do thả kiếp thực hành lục độ bà la mật, tu tập các thứ pháp bồ đề phần, nếu chưa từng nghe pháp môn đại oai đức không kỹ bản này của Như Lai, hoặc đã nghe rồi mà không tin, không hiểu, không thuận, không vào, thì không phải là Bồ Tát chân thật, vì không thể sinh vào nhà Như Lai. Các vị Phật tử, nếu như có vị Bồ Tát trong vô lượng trăm ngàn ức na do thả kiếp tu pháp lục độ bà la mật, tu tập 37 pháp bồ đề phần, nếu không nghe qua pháp môn đại oai đức không nghĩ bàn này của Như Lai, hoặc đã nghe rồi mà không sinh tâm tin, không hiểu nghĩa lý của kinh, cũng không tùy thuận, cũng không ngộ nhập, thì không phải là một vị Bồ Tát chân thật, cũng không thể sinh vào nhà Như Lai. Nếu nghe được pháp môn trí huệ công chứng không ngại vô lượng không thể nghĩ bàn này của Như Lai, nghe rồi tin hiểu tùy thuận ngộ nhập, thì nên biết người đó sinh vào nhà Như Lai, tùy thuận tất cả cảnh giới Như Lai, đầy đủ tất cả các pháp Bồ Tát, an trụ cảnh giới nhất thiết trùng trí, xa lìa tất cả các pháp thế gian, sinh ra tất cả hạnh của Như Lai tu, thông đạt pháp tánh của tất cả Bồ Tát, người tự tại của Phật, tâm không nghi hoặc, trụ pháp không có thầy, và sâu cảnh giới vô ngại của Như Lai. Nếu nghe được pháp môn trí huệ không chướng không ngại vô lượng không thể nghĩ bàn này của Như Lai, nghe rồi bèn sinh tâm tìm hiểu, sau đó tùy thuận ngộ nhập pháp môn này, thì nên biết người đó nhất định sẽ được sinh vào nhà Như Lai, tùy thuận tất cả cảnh giới của Như Lai, đầy đủ tất cả các pháp môn của Bồ Tát, an trụ cảnh giới nhất thiết trùng trí, xa lìa tất cả các pháp thế gian, sinh ra tất cả hạnh của Như Lai tu, thông đạt pháp tánh của tất cả Bồ Tát, đối với tự tại của Phật, tâm không nghi hoặc, trụ nơi pháp không thầy mà tự thông, và sâu cảnh giới vô ngại của Như Lai. Phật tử, đại Bồ Tát nghe pháp này rồi, bèn hay dùng trí huệ bình đẳng biết vô lượng pháp, bèn hay dùng tâm chánh trực lìa các phân biệt, bèn hay dùng ưa thích thủ thắng hiện thấy chư Phật, bèn hay dùng sức của ý vào cõi hư không bình đẳng, bèn hay dùng niệm tự tại du hành vô biên pháp giới,
Bạn hãy dùng sức trí huệ đầy đủ tất cả công đức. Bạn hãy dùng trí huệ tự nhiên để tất cả dơ bẩn thế gian. Bạn hãy dùng bồ đề tâm và tất cả lưới mười phương. Bạn hãy dùng đại quán sát nhất chư Phật bát đời trong một thể tánh. Bạn hãy dùng căn lành hồi hướng trí huệ vào khắp pháp như vậy, chẳng vào mà vào, chẳng ở nơi một pháp mà có sự phan duyên, luôn dùng một pháp mà quán tất cả pháp. Các vị Phật tử, Đại Bồ Tát nghe kinh Hoàng Nghiêm Đại Phương Quảng Phật diệu pháp thâm sâu này rồi, bèn hay dùng trí huệ bình đẳng biết vô lượng pháp, bèn hay dùng tâm chánh trực lìa các phân biệt, bèn hay dùng ưa thích thủ thắng hiện thấy mười phương tất cả chư Phật, bèn hay dùng sức của ý vào cõi hư không bình đẳng, bèn hay dùng niệm niệm vận tự tại du hành vô biên pháp giới, bèn hay dùng sức trí huệ đầy đủ tất cả công đức, bèn hay dùng trí huệ tự nhiên lìa tất cả dơ bẩn thế gian, bèn hay dùng bồ đề tâm và tất cả lưới mười phương, bèn hay dùng diệu quán sát trí biết chư Phật ba đời đồng một thể tánh. Do đó có câu mười phương Phật ba đời cùng đồng một pháp thân. Bèn hay dùng căn lành thuở xưa đã tu hồi hướng trí huệ vào khắp tất cả pháp đại thừa, tùy vào khắp nhưng không chỗ vào, nhưng chẳng có chỗ nào mà không vào, chẳng ở nơi một pháp mà có sự phan duyên, nghĩa là đối với hết thảy các pháp đều không sinh tâm phan duyên, thường dùng một pháp để quán hết thảy tất cả các pháp. Phật tử, Đại Bồ Tát thành tựu công đức như vậy, làm ít công đức sức lực mà đắc được trí vô sự tự nhiên. Các vị Phật tử, Đại Bồ Tát thành tựu công đức như vậy, ngày làm rất ít công đức sức lực mà đắc được lợi ích rất lớn, tức là trí huệ tự nhiên không thầy mà tự thông. Bấy giờ Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuật lại nghĩa này mà nói kệ rằng, lúc đó Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuật lại nghĩa lý kinh văn ở trên mà dùng kệ để nói lại. Thấy nghe cúng dường các Như Lai đắc được công đức không thể lượng, ở trong hữu vi chọn không hết, phải diệt phiền não lìa các khổ. Nếu ai thấy được thân Phật hoặc nghe được tiếng của Phật hoặc cúng dường tất cả các Như Lai thì công đức đắc được đều không cách gì độ lượng được. Đối với công đức pháp hữu vi chọn không thể hết được, phải diệt trừ tất cả phiền não, phải lìa khỏi tất cả các khổ. Ví như nuốt vào chút kim cang, chọn không tiêu hóa phải lọt ra, cúng dường thập lực các công đức, diệt hoặc sẽ được kim cang trí. Ví như có người nuốt chút đá kim cang vào bụng, cuối cùng không thể nào tiêu hóa được, sẽ phải lọt ra ngoài, cúng dường đấng thập lực tất cả công đức, sẽ diệt trừ được tất cả nghi hoặc. Tương lai nhất định sẽ đến được cảnh giới kim cang trí bất hoại.